phải nhắc em này, các em trong cái khu vực này các em không được chạy qua hay đi xe hay bất kể mà làm một công việc gì khác, chỉ có những lớp thuyết trình về ấm hoa. Các thầy cô giáo, kính thưa các thầy cô giáo và các bạn thân mến, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học. Quả thật, nghề dạy học là một nghề vô cùng cao quý và thiêng liêng. Đến với hội thi cắm cụm chào mừng ngày 26 tháng 3 hôm nay, tập thể 10A năm chúng em đã mang đến một lãng hoa mang tên tri ân để tri ân thầy cô, tri ân mái trường yêu dấu. Lãng hoa này mang thư mục của 10A năm. Sở dĩ em nói như vậy là bởi vì thầy cô và các bạn có thể thấy lãng hoa với sự kết hợp đa dạng của nhiều loài hoa. Mỗi thành viên là một nốt nhạc. Có bạn trường sâu lắng, có bạn cao bay bổng và A5 là một bản nhạc. Đối với chúng em, A5 là nhà, là nơi chúng em tỏa sáng sức mạnh của riêng mình. Thầy nhắc em cảm ơn. Chúng em, A5 là nhà, là nơi chúng em tỏa sáng sức mạnh của riêng mình. Với sự đa dạng này tượng trưng cho tập thể 10A năm chúng em là tình cảm mà chúng em muốn gửi gắm đến tất cả các thầy cô giáo. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. Hoa hồng với sắc đỏ tươi thắm này tượng trưng cho tình cảm chân thành nồng nhiệt mà chúng em muốn gửi gắm đến tất cả các thầy cô giáo. Hoa dương còn gọi là hoa mặt trời. Sở dĩ loài hoa này có tên gọi như vậy là bởi vì chúng luôn mọc theo hướng đông, đón ánh mặt trời. Và hướng dương vàng rực rỡ này tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, trưng cho ước mơ hoài bão của chúng em. Bao bọc những bông hoa tươi thắm là những cành nâu xanh thể hiện cho sự cùng bọc đoàn kết yêu thương lẫn nhau của mái nhà A năm. Những bông đi hồng này tượng trưng cho niềm kêu hãnh, niềm tự hào khi là học sinh của mái trường Lê Duy Tiên yêu dấu. Hơn tất cả chúng em cũng như ý nghĩa chung của lãng hoa này, chúng em sẽ cùng nhau đoàn kết, cùng nhau cố gắng vươn lên. Một ngày nào đó, chúng em sẽ tỏa sáng rực rỡ. Em tin rằng đó sẽ là những bông hoa tươi thắm nhất mà chúng em có thể gửi tặng đến các thầy cô giáo. Có nói sao cũng không đủ, chúng em chỉ biết gửi gắm tình cảm đến với các thầy cô giáo trong lãng hoa tươi này với hai chữ tận đáy lòng: thành công tốt đẹp. Phần trình bày của em đến